các vị thầy vị đệ tử của thầy. Rồi lúc đó là coi như là lúc đi chợ đi búa là ông hổ ông cởi đi cho đi. Dạ. Khi về ông cởi về. Đó, ông tạ phạt thôi vậy. Có một cái con hàm tinh từ bên núi Bà Đội Ôm nó qua bên núi ông Cát. À. À, để mà con hàm tinh là cái con mà nó màu đen. Và nó ăn thịt thịt sống và nó ăn gọi thịt hôi thối không à. Ừ. Nó khác với con hổ của mình. Nó qua từ núi Bà Đội Ôm nó qua bên núi ông Cát để mà nó chiếm tranh giới, nó phá phách ở đó đó. Rồi trong lúc đó là ông đang chủ kêu Bạch Hổ đi ra để đang tiêu diệt cái con hàm tinh đó. À, chú ơi, con có nghe nói là ông tăng chủ ngày xưa ông từng cứu ông Bạch Hổ đó, với lại ông cũng là một trong những người mà nói chung cái vùng Thất Sơn mà hổ mà gặp ông là phải cúi đầu chào đó phải không chú? Thì đây cũng như cái mẫu chuyện đó thì tôi cũng nghe cha tôi ông kể lại, tôi cũng không rành. Thì nói cho mấy em nó biết là vậy, hồi đó là coi như ông Bùi Thiền Thăng chủ này là ông tự là Bùi Văn Thăng. Ông tên là Bùi Văn Thăng. Đó, rồi tất cả rồi cái ông đi ruộng là coi như ông về, trong khi dứt về chiều đó ông nghe ông hổ này là ở trong rừng rậm mà ông rên rồi coi như là ông tăng này ông nói là chắc lẽ là ông này ổng mắc nạn rồi ổng sắp sửa chết gì đây. Vô ổng coi ông hổ ổng nằm đó thì coi như là ông tăng ổng nói làm sao mà ổng nằm đây ổng rên la dữ vậy, ủa ông ăn mà mắc xương phải không? Cái ông hổ gật đầu đó. Thì ông tăng mới nói thôi bây giờ ổng đưa tôi coi thì hả ra ông tăng ổng mới coi rồi ổng mới thấy vậy. Nói bây giờ ông nằm im nha, bây giờ ông hả họng ra, nếu mà tôi móc cái xương cho chồng. Thì tất cả rồi coi như là ông Tăng, ông thấy vậy, ông đi đường quyền đó, đường quyền ông đấm trên cái cuốc, rồi cái xương này ông văng ra. Dạ. Văng ra rồi ông hổ có thở một cái khì, cái ông Tăng nói bây giờ thấy ông khỏe rồi phải không? Đó, rồi ông hổ cũng gật đầu. Thì trong khi đó là coi như là ông đã khỏe rồi đó, thì tất cả thì ông Tăng nói vậy thôi giờ ông gặp tôi là ông hụt chết đó. Thôi giờ dập tới đi là ăn uống này kia đừng có hồ đồ cũng đụng nữa, từ từ mà ăn đó. Và ông hổ này khi lúc mà ông mạnh khỏe rồi ông mới đi là bắt heo, ông mới dẫn về trên đình, ông mới tạ phạt cho ông Tăng. Rồi thầy mới thấy vậy rồi thầy mới nói là chúng tôi người tu hành mà ông bắt con hổ đem lại đây vậy chúng tôi là đâu có sát sanh, ông thả ra đi đó, rồi ông thả ông con heo đi, thả con heo đi rồi coi như lúc đó là ông là khu phục là coi như là ông quỳ một các vị thầy vị đệ tử của thầy. Rồi lúc đó là coi như là lúc đi chợ đi búa là ông hổ ông cởi đi cho đi. Dạ. Khi về ông cởi về đó, ông tạ phạt thôi vậy. Thì tất cả cái mẫu chuyện mình cũng biết có nhiêu đó. Dạ, vậy là ông Tăng từ đó về sau là được ông hổ này là cổng đi. Dạ. Cả đệ tử luôn, cả đệ tử luôn của thầy luôn, chứ không phải là ông Tăng không. Dạ. Nhưng mà nói thì tới ông Tăng là coi như ông hổ này là ông quý mến, là coi như là ông khu phục là ông Tăng này. Dạ. Ơi nãy có vẻ trên cảnh nó có cái ông hổ nằm cái nhà. Chỗ ông giữ trước cửa đó, cửa đình đó. Dạ. Con có thấy tấm ảnh gì chẳng? Đó, vậy đó. Dạ, con nghe nói ông Tăng này là đệ tử thứ hai của bậc thầy phải không? Đúng rồi. Bởi vì ông đây cũng họ Bùi và ông Tăng cũng họ Bùi. Bởi vì người ta nói là ông Tăng á là chú của ông Đình. Dạ. Nhưng mà trong cuốn Sắc Vân Mầu Nhiệm có nói rằng là coi như là ông nói ông Đình nó gọi ông Tăng là ông chú nuôi. Chú nuôi. Dạ. Dạ, sẵn đây chú Út cho con hỏi là tại con không biết. Vì là người đời... đệ tử thứ nhất của ông Phật thầy là ai? Trần Quang Thành. Đức Quảng Cơ Trần Quang Thành. Đức Quảng Cơ Trần Thành. Dạ, hiện tại là cái ngôi đình của ông dưới đó là ở kinh Sáng Tre đi vô đó, Vinh Sơn Trung. Vinh Sơn Trung, Nhật Biết ha. Biết. Dạ, để mấy con đó. Biết cái gì ghé tham quan thăm viếng thăm. Đi cho hết. Dạ. Nhiều đình lắm. Dạ vậy. Nhiều lắm. Mấy cái chỗ. Dạ, vậy mấy con xin cảm ơn chú rất nhiều để dạ, xin dạ. Phép mấy con đi lên chảnh để viếng thăm ngôi mộ của ông Tăng. Dạ, dạ. Cảm ơn.
rồi mình sẽ tìm hiểu thêm nhiều cái màu nhiệm của ông Tăng Chủ. Tại vì trước mặt các bạn thấy là hai cái ông hổ đó thì cũng tượng trưng một điều gì đó quyền bí về ông Tăng Chủ, cũng như là cái sự màu nhiệm của ông như thế nào, một trong thập nhị hoàng thủ của Phật Thầy Tăng. Bây giờ mình đi theo cái đường này, mình đi thẳng lên đỉnh qua bên mộ Tăng Chủ, bên bản bên đây bên đó. Còn đây là cái đình Thới Sơn này. Mình đi qua bản với một Tăng Chủ của đình bản, mình sẽ biết nhiều câu chuyện hay về ông Tăng Chủ này. À, về ông Bạch Hổ, về ông Bạch Hổ ngày xưa. Nhờ nhật cho anh hỏi là ông tên là thiền sư Bùi Tăng Chủ hả? À, ông tên là Bùi Văn Thăng. Người ta thường gọi dân làng Thái Sơn này ta gọi ông là Bùi Tiền Tăng Chủ mà. Vậy mình đi qua bên đó ha. À, mình đi theo đó đi. Rồi xong đó mình vô mộ của ông Tăng Chủ luôn. Rồi đi. Hôm nay em Nhật kênh Gian Huyền Bí sẽ dẫn mình đi review một số về tâm linh độc lạ ở trên tỉnh biên nha mọi người. Đây bên đây là cái ao, mà cái ao này ngày xưa nuôi ông Sáu Thằng phải không Nhật? Đúng rồi. À, chút xíu mình sẽ review cho các bạn xem sao nha mọi người. Tại hiện tại thì mình đi qua bên thiền sư Bùi Tăng Chủ. Ủa, cái sao ấy vậy? Cái sao gì to vậy? Cái sao? Cái sao quá bự rồi. Wow, cao, hết sức cao rồi kìa. Còn cây nữa kìa. Cái gì, không biết cái gì luôn. Ồ, cây đó lớn dữ ha. Nãy giờ đi ra, không để. Sẽ nói ngắn gọn lại về tiểu sử của ông á Nhật. Ừ. Rồi thì ông Tăng Chủ á là đệ tử thứ hai của Phật Thầy Tây An, là sau là ông Đức Quảng Cơ Trần Quang Thành. Ừ. Thì sau khi mà ông Tăng Chủ được nhận gọi là cái công việc là đảm đương cái ở trại ruộng Thái Sơn này rồi á, thì lúc đó thì trời mới vừa chạng vạng, Phật Thầy Tây An mới đi về. Phật Thầy Tây An mới đi về xong rồi Phật Thầy Tây An mới thấy một cái ông Bạch Hổ nằm đó. Nằm đó xong rồi ổng cứ đa, ổng rên la rên la mà ổng ốm nhớm nhắc à. Phật Thầy Mai An mới nói là bọn ông có bệnh, ông lên đây ông xin thuốc hay gì. Rồi Phật Thầy Mai An mới đi vào cái cốc, rồi sau đó kêu ông Tăng Chủ ra để trị bệnh. Thì vừa ông Tăng Chủ vừa đi ra rồi thì ông Bạch Hổ ông Tăng Chủ mới nói một điều, nói nếu mà có bị mất xương đúng không thì bắt đầu là gục cái đầu xuống. Thì vừa gục đầu xuống thì ông Tăng Chủ ông gõ trên con cúc hổ ra thì văng ra cục xương. Gian ra cục xương, rồi sau này thì ông Bạch Hổ nó đền ơn, cho nên ông đem lại một con heo rừng, nhưng mà đâu có ai ăn ấy đâu. À, đâu có ai ăn thịt đâu. Nhưng mà sau đó Đức Phật Thầy An mới nói một câu á, thì sau này là hết bệnh nên đừng có ăn bậy nữa nha, nhưng mà nhớ một điều mà sau khi mà xong cái việc này thì hãy để cho bổn đạo và đồng đạo lên núi được an toàn, đừng có quá thấy họ. Và tuyệt nhiên từ đó tới sau rồi là không biết như thế nào mà người dân người ta lên rừng lên núi á, là mấy ông Bạch Hổ cứ dẹt đường ra cho đi, nằm yên không có hùm, không có la ấy vậy. Là dẹt cũng như cây cỏ đâu. Đúng rồi, nếu ví dụ như anh đi lên rừng lên núi đi. Ừ. Anh gặp mấy ông hổ thì mấy ổng hùm anh. À, ổng rượt anh chẳng hạn. Nhưng mà Phật Thầy Tăng nói một câu đó rồi xong. Từ đó tới sau là dân bổn đạo của Phật Thầy Tăng mà lên rừng á, đốn củi hoặc tìm thuốc nam đó, mà hễ mà gặp ông Bạch Hổ đó rồi là im, không có, nói chung là mấy ông không có chọc phá mình, hoặc là mấy ổng không có làm cho mình sợ. Sau này ông Tăng Chủ ông đi lên rồi đi tới đâu là cọp cái đầu cuối đầu tới đó, giống như là kính nể ông dữ dằn. Rồi sau này là có một cái con hạm tinh từ bên núi Bà Đôi Ôm nó qua bên núi Ông Két. À, để mà con hạm tinh là cái con mà nó màu đen và nó ăn thịt sống, và nó ăn gọi thịt hôi thối không à. Ừ. Nó khác với con hổ của mình, nó qua từ núi Bà Đôi Ôm nó qua bên núi Ông Két để mà nó chiếm ranh giới, nó phá tới đó đó. Rồi trong lúc đó là ông Tăng Chủ kêu Bạch Hổ đi ra đang tiêu diệt cái con hạm tinh đó. Thì ông Bạch Hổ mới ra ông tiêu diệt con hạm tinh đó và đánh té xuống cái dân chỗ núi luôn. Ừ. À, rồi sau này thì tương truyền ở trên cái vồ Thuyền Tế ở trên núi Cấm có một cái hang, đó là cái hang của ông Bạch Hổ.
Rồi sau này là hạm tinh núi Cấm, hạm tinh từ ở bên núi Bà Đỡ Ôm đi qua bên núi Ông Cát là bị ông Bạch Hổ đánh đuổi rồi. Sau này thì ông Tăng Chủ mới có lập một cái miếu thờ của ông Bạch Hổ để tưởng nhớ công ơn của ông. Là cái đó là cái câu chuyện mà bị gọi là nhiệm màu của ông Tăng Chủ ngày xưa. Câu chuyện này dường như là em có nghe là mấy bộ lão làng ở trên đây kể cho Cưng đăng bên kênh Cưng rồi phải không? Đúng rồi, nói chung là những người xưa người ta kể cho nhau nghe, mình đi núi nhiều đó, người ta ngồi lại người ta kể cho mình nghe này nọ rồi đó. Xin giới thiệu đến mọi người luôn, đây là em Nhật, đứa em cùng làm YouTube với mình là làm trước, nhưng mà em rất là nhiều kinh nghiệm về tâm linh, độc lạ ở năm non bảy núi, em đi rất là nhiều. Thì mọi người nào có yêu thích về tâm linh thì qua kênh An Giang Huyền Bí là kênh của em ấy để xem những cái câu chuyện và những cái có thật, rất là hay nha mọi người. Cho anh hỏi về Nhật, hồi nãy chú Út Đà Nẵng có kể là ông Hổ là về tại ngôi đình này là ở đây phải không? Là chỗ hồi nãy mình review ngoài trước ngoài là có hai ông Hổ là tại vị trí đó, là cái bức tưởng niệm cái gọi là ông Hổ mà cứu hổ, cứu lấy ông Bạch Hổ thôi, tưởng niệm vậy thôi chứ không phải là cái vấn đề mà cứu ngay chân chỗ đó. Vậy là cái vấn đề về tưởng niệm thôi. Cái vùng này là vùng Thái Sơn nè, ngày xưa là cọp nhiều, beo nhiều ở đây nè, rồi cũng ngay chân chỗ cái thời điểm này nè, một Phật Thầy đang ở đây nè, ông Tăng Chủ ở đây rồi mới cứu lấy Bạch Hổ ở đây thôi. Còn cái vùng nào thì mình sau này hậu bối thì mình cũng không biết rõ ràng, nhưng mà ở ngay chân cái vùng Thái Sơn này thôi. Còn cái chuyện ngay chân chỗ đình đó là không, mình cũng không biết nữa. Chỗ vùng Thái Sơn này thì mình đi nãy giờ thấy thờ về ông Hổ rất là nhiều. Rồi thôi, cảm ơn Cưng đã chia sẻ câu chuyện rất là hay nha. Xin cảm ơn kênh An Giang Huyền Bí đã chia sẻ. Ngôi mộ rất là đẹp mọi người, hình xung quanh lót gạch màu vàng. Rồi chào quý cô bác anh chị em xem clip của mình giờ vui nha. Giờ anh em của chúng mình chuẩn bị đi lang thang tại một vùng khác. Rồi chào mọi người, cảm ơn mọi người rất nhiều.